Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề có diện tích sử dụng trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có cái giá chào bán là chỉ từ 600 triệu đồng. Tất cả các dự án đều đã có sổ đỏ đầy đủ cũng như là giấy tờ pháp lý hợp lệ. Thì hôm nay em đang đứng trước một cái dự án mới của bên công ty em, có cái giá chào bán là 1.300.000.000 đồng và có cái diện tích sử dụng là 30m², được xây 4 tầng, được thiết kế là 4 tầng. Đây ạ, hiện tại em đang đứng phía trước của cái vị trí căn nhà này. Theo mọi người có thể quan sát là em đang đứng ở đây là ngõ đây. Ngõ trước là nhà là 2m2, mặt tiền của cái căn nhà này là 4m4 và đường cách đường ô tô đi lại là 20m. Đó, mọi người có thể quan sát luôn. Hiện tại em đang đứng ở phía cửa chính của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế hai lớp cửa. Cửa ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và phía cửa bên trong là cửa kính, rất là an toàn. Mời mọi người vào phòng khách cùng em nhé. Đây là phía gian phòng khách của căn nhà. Phía phòng khách của căn nhà là có một cái cửa phụ, cửa sổ phụ mở ra được ở bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như là cái không khí vào cái căn phòng khách này rất là thoáng. Mọi người có thể quan sát luôn là tất cả về cái phần sơn cũng như là phần đèn led cũng như trần thạch cao đã đều được bên em hoàn thiện xong đầy đủ hết rồi. Mọi người chỉ việc chuyển đồ về ở thôi. Xin mời mọi người vào phía phòng khách của căn nhà này, căn phòng bếp của căn nhà này. Đây, đây chính là phòng bếp của căn nhà này. Mọi người có thể nhìn thấy đúng không ạ? Rất là rộng. Đây là phía để bếp ạ. Còn đây là phần rửa, bồn rửa cũng như là vòi rửa đều được thiết kế bằng inox 304, rất là chắc chắn. Tủ bếp của cái căn nhà này là được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Đây mọi người ạ, mọi người có thể quan sát một chút. Thiết kế rất là hợp lý để đồ cho một hộ gia đình ở. Phía tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh. Đây mọi người có thể quan sát nhà vệ sinh đây ạ. Nhà vệ sinh của cái căn nhà này là có đầy đủ bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa. Xin mời mọi người lên tầng 2 cùng em nhé. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đây là đường em đang đi lên ở phía tầng 2 đây. Cổ bậc cầu thang là được lát đá granite hàng loại 1 rất là chuẩn. Cũng như là tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người nhé. Đây chính là phía phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Mọi người thấy không ạ? Rất là rộng. Đó. Đặc biệt là tầng ngủ, phòng ngủ này là có ban công. Ban công nha mọi người. Rất là mát. Lấy ánh sáng tự nhiên cũng như là cái không khí ở bên ngoài và cái căn phòng này rất là mát ạ. Đây. Ban công của ngôi nhà rất là rộng. Tất cả các phòng ngủ của bên em đều là đã lắp cái dây chờ cũng như là điều hòa đây, át đây ạ. Mọi người chỉ việc chuyển đồ về và sử dụng thôi. Trong cái nhà này, trong cái phòng này là có luôn một phòng vệ sinh chính đây ạ. Đây, phòng vệ sinh của tầng 2 bao gồm đầy đủ bồn cầu cũng như là vòi xịt, gương, lavabo và xe tắm. Rất là đầy đủ chi tiết nhá. Xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Cửa thông phòng đây. Cửa thông phòng được làm bằng gỗ lim Nam Phi, rất là chắc chắn ạ. Tất cả các cửa thông phòng đều đã có chìa khóa đầy đủ. Mọi người chuyển về thì em sẽ bàn giao hết chìa khóa luôn cho mọi người nhá. Mời mọi người lên tầng 3 cùng em.
Tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 ạ. Tầng 3 của căn phòng này cũng thế. Tầng 3 đây ạ. Tầng 3 của căn phòng này là được thiết kế gần tương tự như tầng 2. Tầng 2 là có ban công nhưng mà tầng 3 thì là có hai cái cửa sổ mở ra bên ngoài. Và cái cửa sổ này cũng được làm hai lớp, lớp ngoài là cửa kính và lớp song là song sắt sơn tĩnh điện. Cũng có dây chờ điều hòa cũng như là áp của điều hòa riêng nha mọi người ơi. Mọi người có thể quan sát luôn tất cả trong cái căn phòng này là đều cũng được lắp trần thạch cao cũng như là bọn em để đầy đủ hết cái ổ cắm ở phía xung quanh, rất là đầy đủ tiện nghi. Và nhà vệ sinh ở đây cũng thế ạ. Xin mời mọi người lên tầng 4 cùng em. Ở cái căn nhà này là có giếng trời để lấy ánh sáng cũng như là hút mùi của ngôi nhà. Đó, mọi người có thể quan sát ạ. Rất là sáng. Đây là vị trí tầng 4 của ngôi nhà này. Tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế cái phòng như là tầng 3. Rất là rộng. Có hai cửa sổ hướng ra bên ngoài, đầy đủ hệ thống điện cũng như là áp và dây chờ điều hòa. Phía ở bên ngoài đây chính là sân phơi của ngôi nhà đây ạ. Đây chính là phía sân phơi của ngôi nhà. Đây là để máy giặt ạ, cũng như là vòi giặt đây. Đó, em xin nhắc lại với mọi người về cái dự án của cái căn nhà này nha mọi người ơi. Diện tích là 30m, được thiết kế là 4 tầng và có giá chào bán là 1 tỷ 300 triệu đồng. Bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cũng như là bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình. Khách hàng nếu như có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình là 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Em sẽ tư vấn cho mọi người ạ. Mọi người xem video của em thấy hay thì bấm like kênh cũng như là đăng ký kênh giúp em để có thể nhận được thêm nhiều thông tin về cái bất động sản hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn ạ.